Chào đón tất cả những khán giả đã quay trở lại với Let's Style, Đọc Cuộc Phong Cách. Các bạn thân mến, hình ảnh áo dài thì luôn luôn gắn liền với vẻ đẹp nữ tính và tinh khôi. Chính vì vậy mà phong cách trang điểm khi chúng ta mặc áo dài cũng rất quan trọng. Làm sao để chúng ta có thể vẫn giữ được những nét truyền thống mà không kém phần hiện đại? Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện với hai vị chuyên gia của chúng tôi để xem rằng khi mặc áo dài chúng ta sẽ trang điểm như thế nào là thích hợp nhất. Và tôi xin giới thiệu biên tập viên thời trang Tôn Hiếu Anh, chuyên gia trang điểm Vân Dương ạ. Xin chào, mình là Vân Dương, mình là một chuyên gia trang điểm. Công việc chính của mình đó là trang điểm cho các khách hàng, các show diễn. Ngoài ra thì mình có đào tạo trang điểm chuyên nghiệp và cá nhân. Bên cạnh đó thì mình có sở hữu thương hiệu áo dài mang tên là Vân Dương. Bản thân của Vân thì trước đây là một nhân viên văn phòng, nhưng mà do là Vân quá đam mê cái nghề make up, rất là yêu thích làm đẹp cho mọi người cũng như là làm đẹp cho bản thân mình. Chính vì thế mà Vân đã chuyển hướng từ một nhân viên văn phòng sang theo đuổi make up chuyên nghiệp. Cho đến bây giờ thì Vân đã có 3 năm kinh nghiệm mà theo nghề trang điểm. Mình cũng đã được làm việc và tiếp xúc với rất nhiều những anh chị nghệ sĩ nổi tiếng, ví dụ như là chị Mỹ Linh, ca sĩ Tùng Dương, ca sĩ Bằng Kiều, Lam Trường, Ưng Hồng Phúc. Đối với bản thân của Vân Dương thì khi mà theo nghề make up chuyên nghiệp thì cái điều quan trọng để dẫn đến cái sự thành công đó chính là mình phải thực sự đam mê, và thứ hai nữa mình phải rất nỗ lực. Thứ ba nữa là mình phải tâm huyết với cái công việc mình làm. Khi mà mình có dành thời gian, dành tâm sức của mình cho cái công việc đấy thì chắc chắn là một ngày nào đó công sức của bạn bỏ ra sẽ được đền đáp. Mỗi một make up artist thì họ đều có những cái thế mạnh riêng. Nhưng mà với Vân Dương thì Vân Dương đã được trải nghiệm make up ở rất nhiều hạng mục khác nhau. Chẳng hạn như make cô dâu, ăn hỏi, cưới, make thời trang, lookbook hoặc là những show diễn lớn. Ngoài ra thì mình cũng được làm việc khi mà make up cho những cuộc ghi hình cũng như là những cuộc lên sân khấu, thì cái cách make up, kỹ thuật make up nó cũng sẽ có một chút khác nhau. Đó là cái mình nghĩ rằng đấy là một thế mạnh của mình khi mà mình có thể được va chạm và làm việc ở rất nhiều những cái hạng mục make up. Bên cạnh cái công việc trang điểm make up chuyên nghiệp thì Vân cũng rất là quan tâm đến cái trang phục của người phụ nữ. Và ở Việt Nam thì cái trang phục truyền thống của người phụ nữ là áo dài thì luôn luôn được mọi người yêu thích. Vân nghĩ đây cũng có thể là một, coi như là một cái thế mạnh của mình. Khi mà khách hàng có nhu cầu về áo dài thì Vân Dương đương nhiên là sẽ tư vấn cho họ những cái phong cách trang điểm thật là phù hợp nhất để cho họ có thể là tự tin với cái bộ trang phục của mình. Hy vọng rằng ngày hôm nay Vân Dương có thể gợi ý một số cái phong cách trang điểm cũng như là kiểu tóc để phù hợp với bộ trang phục áo dài truyền thống của Việt Nam. Hai chị thường mặc áo dài vào khi nào? Dịp Tết là mặc nhiều nhất, hoặc là đi dự sự kiện, hoặc là đi nước ngoài chụp hình. Hiện tại bây giờ thì các bạn trẻ thường lựa chọn áo dài trong những cái dịp, ví dụ như là khai giảng hay là kỷ yếu. Ngoài ra thì các chị em cũng thường sử dụng áo dài để chụp hình, lưu lại những cái bộ ảnh rất là đẹp của tuổi thanh xuân của mình. Cái việc mà chúng ta sẽ trang điểm như thế nào để cho phù hợp áo dài, có một cái cách trang điểm chung không ạ? Hay là chúng ta sẽ tùy vào từng hoàn cảnh mà trang điểm khác nhau? Khi mà mặc bộ áo dài lên thì cảm giác cơ thể của người phụ nữ rất là thanh thoát, nhẹ nhàng. Chính vì thế mà cái phong cách trang điểm khi mà mặc áo dài cũng sẽ khác một chút so với những cái trang phục hiện đại. Chúng ta sẽ phải lựa chọn những cái tông màu này, những cái hình khối trang điểm nó thật phù hợp. Làm sao thứ nhất là phải phù hợp với lại cái gương mặt của người đang sẽ mặc áo dài. Thứ hai nữa là sẽ phải phù hợp với màu sắc của cái bộ áo dài chúng ta mặc. Thông thường thì cái phong cách trang điểm khi mà áo dài sẽ là rất là nhẹ nhàng, tôn lên được cái nét đẹp tự nhiên của người phụ nữ trong cái áo dài. Tôi nghĩ là không có một công thức nào chung cả. Mình có thể hiểu được là áo dài cưới là một loại áo dài riêng, áo dài mặc đồng phục là một loại áo dài riêng, áo dài cách tân là một áo dài riêng, áo dài truyền thống là một áo dài riêng, đúng không ạ? Áo dài truyền thống trong đó thì nó có rất là nhiều loại vải khác nhau nữa. Thì đó là một về thể loại áo dài đã nhé. Tiếp đến là các gương mặt của những người mặc thì họ cũng khác nhau, nên chúng ta sẽ phải có cách đánh khác nhau, sẽ không có một công thức nào. Thà bây giờ chúng ta hãy chia nhỏ và lẻ ra các trường hợp để chúng ta trò chuyện, thì có thể mọi người có thêm nhiều kiến thức để khi mà mình mặc áo dài mình chú ý thì tốt hơn. Vân có thể lấy ví dụ cho quý vị khán giả biết. Ví dụ như khi chúng ta trang điểm cho cô dâu mặc áo dài cưới trong ngày ăn hỏi thì các cái tông màu các cô dâu sử dụng thường sẽ là những cái gam màu đỏ, vì bộ áo dài nó rất nổi bật, cho nên chúng ta sẽ làm một cái mặt rất là thanh thoát, nhẹ nhàng, và chúng ta sẽ nhấn một chút vào môi
chẳng hạn là nhấn màu đỏ cùng tông với là bộ áo dài thì chúng ta sẽ có được một cái bộ trang phục cũng như gương mặt rất là nổi bật trong ngày cưới hỏi. Có một khán giả muốn hỏi đó là khi mà họ mặc áo dài cách tân thì họ rất là loay hoay không biết trang điểm như thế nào nữa. Ok, chúng ta phải nói chuyện về áo dài cách tân thì trong áo dài cách tân nó cũng chia làm nhiều phong cách khác nhau. Cách tân theo kiểu rất là Việt Nam truyền thống và cách tân rất là hiện đại như là một bộ trang phục quần áo Âu phục bình thường thôi, đúng không ạ? Nếu mà bạn muốn chọn phong cách là gương mặt mình trông đông thì sẽ trang điểm như thế nào và gương mặt mình trông ấn tượng trong thời trang thì sẽ trang điểm như thế nào? Tôi nghĩ là trong Á Đông thì dễ lắm, chúng ta chỉ cần vẽ mắt eyeliner đen kéo dài ra một chút, đúng không? Và đánh những cái màu son thật là nhạt vào thì để cho người ta tập trung vào đôi mắt nhỉ. Còn nếu mà để trang điểm thời trang nữa thì chắc là Vân Dương có rất là nhiều gợi ý khác nhau. Chẳng hạn chúng ta sử dụng những cái tông màu nó đặc biệt hơn một chút, trầm hơn một chút, và những cái đường khối, những cái nét trên khuôn mặt thì chúng ta sẽ nhấn nhá nhiều hơn. Thường áo dài mọi người rất ít khi đánh những cái màu son như kiểu màu son tím hay màu son nâu bây giờ, đúng không ạ? Thì trong áo dài cách tân thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được. Đúng rồi. Vâng, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng xem một vài gợi ý trang điểm khi mặc áo dài đến từ chuyên gia makeup Vân Dương. Thì chị có thể giúp được gì cho em? Dạ chào chị, em là Chi ạ. Sắp tới em có một bộ ảnh chụp áo dài. Trước đây thì em đã chụp ảnh rất nhiều những bộ đồ thời trang một phong cách hiện đại, nhưng áo dài thì em chưa chụp lần nào. Em mong là chị sẽ tư vấn giúp em xem là những bộ áo dài và phong cách trang điểm nào phù hợp với em ạ. Chị rất là sẵn lòng. Đầu tiên thì chị nhận thấy là trên khuôn mặt của Chi thì các đường nét rất là đẹp và sắc sảo rồi. Làn da thì khá là sáng màu, tuy nhiên thì có một số vết nám tàn nhang rất là nhẹ thôi, thì chị sẽ cố gắng là che phủ vết tàn nhang đó. Và ngoài ra thì cái phong cách trang điểm thì chị nghĩ là với những cái bộ áo dài truyền thống thì chúng ta sẽ có những cái cách trang điểm. Đầu tiên có thể là mình sẽ làm một cái lớp make up rất là nhẹ nhàng, tự nhiên để gần như mình tôn lên được bộ áo dài của mình. Hoặc là mình cũng có thể đổi sang một cái style nó sắc sảo hơn một chút, thì khi đó chị sẽ nhấn nhá vào màu sắc vào đôi mắt cũng như là màu môi cho em để em có thể tự tin và nổi bật hơn trong bộ áo dài của mình. Em dự định chụp với hai phong cách áo dài, một là áo dài trắng phong cách truyền thống nhẹ nhàng, và bộ áo dài khác là sẽ phong cách hiện đại trẻ trung màu sắc tươi sáng, là những cái tông màu khá là nổi bật đúng không? Vậy thì chị sẽ đưa ra cho em những cái có thể là sẽ là hai cái hình ảnh rất là khác nhau. Khi mà em mặc những cái bộ áo dài mà có những màu sắc truyền thống như màu đỏ, màu trắng thì chị sẽ tạo cho em một cái hình ảnh là rất là nhẹ nhàng, nữ tính. Hoặc là khi em đổi sang những cái tông màu vàng thì chị sẽ nhấn nhá thêm trên khuôn mặt của em những cái màu sắc nổi bật và phù hợp với bộ áo dài của em để cho em có thể là hoàn toàn tự tin khi đi chụp ảnh cùng với các bạn của mình. Còn kiểu tóc ạ? Chị có thể gợi ý cho em được không ạ? Kiểu tóc thì với những cái bộ mà truyền thống thì chị sẽ để cho em mái tóc giống như là những cô gái Hà Nội thời xưa. Còn những cái bộ mang hơi hướng hiện đại thì chị sẽ tạo kiểu lên và cho em những cái kiểu nó trẻ trung, hiện đại để cho phù hợp với bộ áo của em. Cảm ơn chị, em thấy những tư vấn của chị rất phù hợp với mong muốn của em. Vậy thì bây giờ chị sẽ bắt đầu vào trang điểm cho Chi và tạo kiểu tóc cho Chi. Đầu tiên thì mình sẽ trang điểm phần mắt cho em Chi trước. Và bước đầu tiên mình sẽ sử dụng kem che khuyết điểm để tạo một lớp lót dành cho mắt trước khi mình lên màu mắt. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng màu mắt để tan màu lên trên đôi mắt của Chi. Với bộ áo dài đầu tiên sẽ làm bộ áo dài màu trắng, thì chị sẽ sử dụng những cái cam màu tươi sáng trẻ trung như màu cam đào để tan lên trên bầu mắt của Chi. Bây giờ mình sẽ sử dụng gel liner để vẽ viền mắt cho Chi. Để cho đôi mắt của Chi long lanh hơn thì mình sẽ gắn cho Chi một cặp mi giả, nhưng mà mình sẽ chọn mi có độ mỏng vừa phải thôi, không chọn mi dày quá.
Sau khi dưỡng ẩm bằng kem dưỡng xong thì mình sẽ sử dụng một bước kem lót. Mình sẽ sử dụng dầu của MAC để tạo một lớp lót căng bóng cho làn da của mẫu. Để che đi những cái quầng thâm mắt cũng như là những cái khuyết điểm còn lại sau khi đánh nền thì Vân Dương đang sử dụng kem che khuyết điểm để chấm vào những cái phần này. Vân Dương sử dụng phấn nén để dặm lại một lần nữa cho lớp nền mình được ráo và cố định lại phần nền. Để cho khuôn mặt có góc cạnh và có nét hơn thì Vân Dương sẽ tạo khối sống mũi cho em Chi. Chúng ta sẽ tạo tối ở phần hai bên sườn mũi, tiếp theo là hai bên xương hàm và hai bên sườn mang tai. Với bộ áo dài đầu tiên sẽ là bộ áo dài màu trắng thì Vân Dương sẽ sử dụng tông cam đào cùng tương đồng với màu mắt của em Chi để tán lên trên phần má hồng của Chi. Hôm nay Vân Dương sẽ sử dụng màu son có màu hồng nút nhẹ nhàng cho đôi môi của Chi. Với những bộ áo dài có hơi hướng hiện đại hơn một chút như thế này thì Vân Dương sẽ thay đổi kiểu tóc, tạo một kiểu tóc xoăn trông năng động trẻ trung hơn, và Vân Dương sẽ thay đổi cả màu son nữa. Này rồi thì là một màu sắc rất là nổi bật. Vân Dương sẽ đánh một cái màu son màu đậm hơn, màu đỏ. Nhất là để cho gương mặt của Chi cũng nổi bật cùng với bộ áo dài. Thứ hai nữa là đây là tông màu mà nó giống với lại cái họa tiết trên bộ đồ mà Chi đang mặc. Thì bây giờ chúng ta đã biết được khi mà mặc áo dài thì phải trang điểm như thế nào rồi. Nhưng có một điều quan trọng không kém, đó chính là chắc phải hỏi biên tập viên thời trang Tôn Hiểu Anh ạ, là làm sao để chúng ta có thể lựa chọn một bộ áo dài mà phù hợp với cả cơ thể của mình ạ? Thực ra mặc áo dài để vừa phù hợp với cơ thể thì nó khá dễ. Nghĩa là bạn là người thích cử động thì bạn sẽ phải mặc áo dài rộng hơn, dáng rộng hơn so với cơ thể của mình. Còn bạn thích là người nữ tính tôn mọi thứ lên đường cong của mình thì lại mặc chọn áo dài thật là ôm, bằng những cái vải mà mỏng, rồi lụa bay, rồi có nhiều chi tiết. Vậy để có được cái phong cách nữ tính thì sự trang điểm cũng cần phải trang điểm nữ tính. Vậy làm như thế nào để trang điểm thật nữ tính ạ? Thông thường thì muốn gương mặt thật nữ tính khi mà áo dài ấy, thì chúng ta sẽ lựa chọn những cái tông màu, chẳng hạn như màu mắt, màu má hay màu môi nó thật là nhẹ nhàng. Những cái tông màu chẳng hạn như hồng phấn, hồng baby hay là màu hồng đào, hồng cam. Cam đào, chúng ta sử dụng những cái tông màu đó thì cái gương mặt của cái người được make up vô tự nhiên nó sẽ trẻ hơn và nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Một điểm không kém phần quan trọng đấy là khi mà chúng ta trang điểm nữ tính rồi thì đôi bông tai cũng rất là quan trọng, bởi vì khi mà mặc áo dài thì một đôi bông tai tốt, một đôi bông tai đúng thì nó sẽ tôn cái bộ trang phục của bạn lên. Rất nhiều người là hỏi là khi mà mặc áo dài thì phụ kiện nên như thế nào, thì nó còn tùy thuộc vào cái áo dài của bạn trơn hay là hoa, có in hoa văn họa tiết gì không. Bởi vì chính hoa văn họa tiết trên áo dài nhiều khi nó cũng sẽ được lấy ra để người ta chuyển thành những cái màu trang điểm trên gương mặt cũng rất là hay. Nhiều người còn hỏi rằng là vòng tay thì thế nào, vòng cổ thì thế nào, thì thường quan điểm của tôi thì là áo dài nó đã đủ đẹp rồi thì phụ kiện bạn càng tránh nhiều càng tốt.
chỉ nhấn nhá vào những đôi bông tai của mình làm sao đó để cho người ta tập trung điểm nhìn về gương mặt của mình và tà áo dài của mình. Hãy đi những đôi giày có một chút gót để cho cái áo dài nó không bị lệch bề. Cố gắng làm sao đấy đi những đôi giày gót thật là mảnh thôi để cái sự mong manh của tà áo dài nó được gìn giữ. Và tại sao không nhỉ, Vân Dương không làm những cái livestream để dạy mọi người cách làm trang điểm đúng không ạ? Để cho khán giả Let's Style có thêm nhiều kiến thức nữa tốt hơn đúng không? Khi mà bắt đầu vào công việc trang điểm thì Vân rất là hào hứng và bây giờ cũng thế. Tuy nhiên là cái thời gian làm việc của Vân nó cũng khá là dày, nhưng mà Vân vẫn cố gắng dành ra thời gian để có thể là livestream hoặc là làm clip để hướng dẫn các bạn, để các bạn có thể là tự mình make up khi mà không có điều kiện để đến với chuyên gia. Và xin cảm ơn biên tập viên thời trang Tôn Hiếu Anh, cảm ơn make up Vân Dương. Quý vị và các bạn thân mến, có rất nhiều cách để làm mới hình ảnh của tà áo dài, nhưng một trong những cách đơn giản nhất đó chính là bạn hãy thay đổi cách make up của mình. Và nếu bạn đủ thông minh và đủ khéo léo thì chúng ta hoàn toàn có thể trở nên rạng rỡ hơn ở bất cứ nơi đâu. Và hãy thường xuyên đón xem Let's Style để có thể cập nhật cho mình những kiến thức về thời trang bổ ích. Và phần cuối của chương trình thì chúng ta sẽ cùng dịch chuyển với Let's Go. Nào cùng dịch chuyển.